Xin chào mọi người ha, tiếp tục giới thiệu đến Panasonic CFX Z6 cũng là tháo rời như máy tính bảng nha. Nên mọi người cạy cái này ra, xách ra thôi. Sử dụng đây B141. Mỗi con máy đều là XZ6, đều là i5 Gen 7 RAM 8 SD256, nhưng mà hả sẽ có cái giá khác nhau bởi vì tùy theo cái option đó mọi người. Cái con này thì pin của nó tầm gần 3 giờ ha. Đấy, cả máy và là phím gần 3 giờ. Màn hình nó là cũng 2K luôn. Để mình gắn vô đây để rồi mình view vô. Rồi, độ phân cấu hình nè mọi người. i5 7300, RAM 8, SSD là 256GB ha. Và cái này độ phân giải màn hình đó là 2K nha. Cái máy này thì trên nền trắng nó có 3 chấm phản quang mọi người, 1 chấm nè, 2 chấm và 3 chấm. 1 1 nè, 2 nè, 3 ha, phản quang trên nền trắng. Rồi trước giờ thì Bana là nó hay phản quang như vậy á mọi người. Nên nó là quan trọng là ít hay nhiều thôi. Con này thì pin nó tầm 3 giờ, màn hình thì có phản quang. Trên cái phần phím thì mình thấy cũng tương đối đẹp. Góc cạnh là đẹp, đẹp ha. Chỗ này thì như vậy là cũng đẹp so với lại mọi cái máy khác. Màn hình thì 2K sáng, cảm ứng ok. Trên cái phần vỏ thì có vết trầy mòn ở đây mọi người. Đây hơi mòn ha, đã qua sử dụng có vết mòn. Vết này thì ban đêm á mượn ánh sáng vậy chứ ban ngày nếu mà nhìn hướng này là thấy rất là mờ luôn mọi người. Và thực trực diện là nó như thế này nè. Đây nó không phải đen đâu nha. Đây. Nói chung là trên vỏ nó có trầy xước mòn. Cạnh cái này thì tay si nè, cái này thì tháo rời ra xài riêng được mọi người. Mạng LAN, màn hình HDMI, USB ha. Rồi góc cạnh là cũng sạch sẽ. Hai ngõ USB. Rồi cái này là cái này là tai nghe, còn cái này là ngõ sạc. Đó. Con máy này mình báo giá mọi người. Màn thì có phản quang Bana đều vậy hết, máy kèm sạc zin có tặng tấm gián phím quốc tế ha. Trên vỏ máy thì cũng có trầy mòn nhẹ. Đó. Giá 3,8 triệu, ai chốt có thể inbox mình. Cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình nha.